Tôi dùng sản phẩm này được một tháng rồi. Trước đây thì có nhiều cái sản phẩm về cái thực phẩm chức năng để giới thiệu cho tôi đó. Bạn bè cũng giới thiệu nhiều nhưng mà tôi không quan tâm lắm đâu. Nhưng mà khi mà có cái sản phẩm này, bạn bè dùng họ nói là tốt, và đặc biệt tôi rất có niềm tin về người Nhật. Tự nhiên tôi có một cái cảm tình đó, cho nên tôi lựa chọn để mà sử dụng đó. Cái sử dụng trong một tháng mà có hiệu quả ngay. Thứ nhất là những người bạn của tôi họ đã sử dụng, họ hướng dẫn cho tôi đấy, là cứ buổi sáng tạm thời nhìn nắng sáng của một cốc như vậy á, thì tôi giảm được 3 kg, từ 82 kg xuống còn 79 kg. Đó là cái đầu tiên. Cái thứ hai là tôi là người uống rượu nhiều lắm, tôi là một người đàn ông thích uống rượu, cho nên tôi thường hay uống rượu, và như vậy thì dạ dày á, và cả cái sinh hoạt vệ sinh nó không ổn định đâu. Nhưng mà từ khi uống cái này thì nó rất là ổn định, nó rất là tốt. Trước khi tôi đi uống rượu bao giờ tôi cũng uống một ly cả, làm như nó trạng như cái bao tử cơ mà. Cho nên nó từ đó đến bây giờ thì cảm thấy rằng là cả cái những trước đây mà thường bình thường hay bị những cái phản ứng ấy, không khỏe đó của cơ thể của mình ấy, thì bây giờ nó không còn được. Còn về mùi vị bên này rất là dễ uống, cái này thì nó quá dễ uống, cái mùi nó rất là dễ thương, cái cây này. Em khá thú vị về cái sản phẩm này, thì qua tìm hiểu thông tin ở trên mạng đó, thì em đã từ Đà Lạt bay xuống đây tìm hiểu về cái sản phẩm này và thấy khá thú vị, bởi vì cái sản phẩm này á, em thấy nó hỗ trợ cho cái sức khỏe của cái đường ruột và hỗ trợ cho cái khả năng hấp thu cũng như chuyển hóa bên trong cơ thể. Thì đó là cái nền tảng để nam giới cũng như phụ nữ làm sao có được sức khỏe tốt nhất, mà khi sức khỏe tốt thì sắc diện sẽ rất là tốt và rất là đẹp. Tại vì lâu nay chị em ở bên spa của em là hầu như là thứ nhất là mình quan tâm tới cái mặt, mua kem dưỡng da về xài thôi. Về nhà muốn giảm cân thì nhịn ăn, tập thể dục, đó, thoa kem tan mỡ, sử dụng công nghệ chẳng hạn như vậy. Nhưng mà không hiểu được rằng là cái nền tảng để cho một cái dáng dấp chuẩn hoặc là làn da đẹp thì nó xuất phát từ cái đường ruột. Tại vì mình đẹp là nhờ cái mình ăn cái gì, thật ra mình đưa cái gì vào miệng á, hay như ông bà nói là mình muốn đẹp là mình phải suy nghĩ khi mình đưa cái đó vào miệng mình sẽ mang lại được cái điều gì, chứ chính là mình phải tự kỷ ám thị luôn luôn là như vậy, chứ không ăn uống theo cảm tính như từ xưa giờ nữa. Hay là sản phẩm này em chắc chắn là em sẽ tìm hiểu sâu hơn nữa để mang lại một cái điều rất là tốt cho phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ trên thành phố Đà Lạt của em. Và chắc chắn là em sẽ kết hợp chung trong cái liệu trình hiện tại em đang chạy tại spa, đó là liệu trình thanh lọc cơ thể, giảm cân và hỗ trợ cho sức khỏe cũng như sắc đẹp cho các chị em. Ở góc độ là một bác sĩ thì tôi xin chia sẻ về sản phẩm này một tí. Bản thân tôi thấy nó là một cái sản phẩm rất là hữu ích, đặc biệt là đối với đường tiêu hóa. Lý do là trong cái sản phẩm này khi dùng sản phẩm này thì cái người dùng sẽ được cung cấp thêm 10 cái chủng men lactic acid mà theo nhà sản xuất thì nó được lấy từ Mông Cổ. Đây là cái chủng men rất là quý và nó tốt cho hệ tiêu hóa, nhờ nó khôi phục cái hệ thống gọi là vi khuẩn chí đường ruột, giúp các cái vi khuẩn có lợi trong cái đường ruột nó sống lại và nó hữu ích cho người dùng. Nó đặc biệt tốt cho những người dùng nhiều bia rượu, bị hội chứng IBS hoặc là hội chứng ruột kích thích, viêm đại tràng mạn tính. Những cái trường hợp này thì nếu mà dùng cái sản phẩm này như một chế phẩm bổ sung hàng ngày thì nó sẽ giúp cái người bệnh có trở lại cái trạng thái một cái hệ tiêu hóa bình thường và rất tốt cho sức khỏe.